Hôm nay Nhân Đức gặp phái đoàn Lạng Sơn ha. Từ ngoài đó vô đây tính ra bao nhiêu cây số ta? Gần 2.000 cây số. Để tay đi, được rồi. Để tay đỡ mỏi. Chúng ta đến với cuộc đời này được cái nhân duyên mà gặp nhau rồi ngồi chia sẻ Phật pháp, điều này cũng quý lắm. Có những người chúng ta trong cuộc đời này gặp nhau toàn là để đi tạo nghiệp không, gặp nhau để mà bàn tính những chuyện kiếm tiền nhưng mà có tạo nghiệp, nó hoặc là ngồi uống cà phê tán ngẫu chơi, hoặc là ngồi ăn thịt uống rượu sát sanh hại vật, hoặc là có những cái người gặp nhau để tính những thủ đoạn gì để trong cuộc đời này. Nhưng hôm nay chúng ta gần 2.000 cây số mà đến đây và gặp nhau ngồi đây để khuyên nhau để giải quyết cái vấn đề trong cái cuộc đời này, chấm dứt cái luân hồi khổ đau, điều này quý lắm. Giống như Phật dạy, thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Bây giờ thân người khó được mà mình được thân người nè, Phật pháp khó gặp mà bây giờ mình cũng gặp Phật pháp, mà gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ luôn. Nên quý vị đã gặp Phật pháp thì sự chọn lựa của mình là quan trọng. Nên người xưa có câu nói hay, sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Nếu như mà sự chọn lựa của mình mà nó không chuẩn thì sự cố gắng của mình là sai, càng sai. Nên sự chọn lựa rất là quan trọng. Có nhiều người chúng ta rất dội vàng chọn lựa nên chúng ta cũng phải chịu trả cái giá rất khổ của cuộc đời của mình. Sự chọn lựa dội vàng. Nên bây giờ chúng ta học Phật pháp á, chúng ta đã gặp Pháp Môn Tịnh Độ, mà Pháp Môn Tịnh Độ là pháp mà Phật chọn giùm cho mình. Nghĩa là mình chọn không chắc à, Phật chỉ mình, Phật chọn mình. Nên Phật nói là Pháp Môn Tịnh Độ là pháp mà một đời tu một đời thành tựu, mà hiện đời tu hiện đời có kết quả rõ ràng. Và thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Chính bản thân Nhân Đức gặp Phật pháp mười mấy năm nay. Có những người cư sĩ thời gian đã tu khi còn lâu Nhân Đức. Nhưng mà Nhân Đức rất may mắn là mình chọn ngay Pháp Môn niệm Phật. Và hiện tại chùa mình mấy điểm chùa gom lại hết chứ cũng gần 2.000 người. Từ một thanh niên mà lang bạc, sống mà không có ra hồn gì hết, vì mà gặp Phật pháp mà giờ nuôi gần 2.000 người, tổ chức có những chương trình mấy chục ngàn người, làm bao nhiêu chương trình lớn trong Phật giáo. Điều này Nhà Đức muốn nói lên để chi? Mình phô diễn tịnh độ. Nhờ mình gặp Phật pháp niệm Phật mà mình được gì? Nên mình muốn tu học mà được kết quả lợi ích thì mình phải có đường hướng cho rõ ràng. Nếu như nay gì mai khác, nay tu này mai tu khác, gặp cái gì hay mình cũng muốn lụm, vậy thì mình tu có chừng không có kết quả nghe. Giống như người ta nói một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nhân Đức rất là may mắn học Phật, Nhân Đức chọn ngay một pháp tu, chứ không phải là đụng pháp nào Nhân Đức cũng tu. Nếu như trong thời gian mười mấy năm nay mà Nhân Đức gặp pháp nào Nhân Đức cũng tu chứ, thì Nhân Đức không có được ngày hôm nay, chắc chắn luôn. Mà có hướng dẫn quý vị đi chăng nữa cũng khó làm nữa. Tại vì Nhân Đức học tùm lum, nên Nhân Đức chỉ bị tùm lum, cuối cùng quý vị cũng tùm lum luôn, thấy không? Thật sự mà nói bây giờ một lúc mà chúng ta đi hai con đường đi còn chưa được, chứ đừng nói đi chín con đường. Mà con người mình thường tham nhiều loại nghe. Ví dụ như nghe cái gì hay à, phải học cái này cái nghe, lỡ cái này không được còn cái này, cái này không được còn cái này. Thôi niệm Phật rồi phải thêm sám hối gì đó, để lỡ niệm Phật chưa được thì còn sám hối ké. Nếu mà như Nhân Đức mà cũng như vậy thì chắc chắn quý vị luôn, không bao giờ có ngày hôm nay. Nhân Đức rất là may mắn. Ban đầu của mình giống như làm biếng vậy. Nhưng thật sự cái người làm biếng này nó lại được có cái góc độ chọn lựa và kết quả. Nếu như Nhân Đức siêng như người ta mà đụng cái gì cũng học đó nghe, không bao giờ Nhân Đức có ngày hôm nay. Nhân Đức nào là người lười đọc sách nè, cái gì rền rà là lười nè, cái gì bài bố là lười nè. Cuối cùng Nhân Đức lại chọn ngay Pháp Môn Niệm Phật, là pháp môn mà nó gọn nhất,
dễ tu nhất và ai cũng tu được nhất. Cuối cùng những đức lại có kết quả. Kết quả đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ chúng ta gặp nhau á, những điều nói đây là phương hướng rồi đó, mục tiêu của phương hướng rồi đó. Mình vô đây mình tu tập, ông thầy ông gặp mình, ông hướng dẫn mình một phương hướng, một con đường rõ ràng luôn. Mà chính con đường này những đức đi lợi rất là lớn luôn. Những đức nói rằng ngoài đời những đức á, quý vị coi trình độ lớp 3 mà những đức á, ăn nhậu bê tha, ăn chơi hư hỏng. Bây giờ những đức làm quanh năm, những đức không bao giờ có tiền. Mà có tiền thì đức sẽ xài hết. Nếu có tiền nhiều thì những đức hư nhiều, có tiền ít thì hư ít. Mà không có tiền thì nằm nhà ngủ. Nên từ nơi đó mà không bao giờ những đức làm được những việc gì đặc biệt. Vì mà từ khi những đức vô trong Phật Pháp tới giờ, nếu đời chúng ta mà không học Phật Pháp, quý vị coi cuộc đời chúng ta sẽ vô nghĩa lắm. Chúng ta sẽ bị rong ruổi theo thời gian. Nên tổ sư nói câu là cuộc đời con người cứ để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời. Bây giờ nhiều người mình đây mà đang bận rộn nữa nè, nhưng mẹ những chí còn đang bận rộn nữa đó. Thấy chưa? Rất là rõ ràng quý vị à. Thấy không? Mình đang bận rộn là từ một gia đình vợ chồng, để mong làm sao khi kết thành một vợ chồng thì có một gia đình và có sự nghiệp để con mình sau này đừng có khổ như cuộc đời mình. Đó là nhiều người làm cha làm mẹ nghĩ điều đó, đúng không? Nhưng chúng ta khi lo cho con xong rồi, chúng ta để tiếp tục lo cho đứa cháu mà con đã tạo ra, và mình phải lo giữ cháu. Và có khi cha mẹ của nó không quan tâm nó nhiều, mà mình phải đặt vấn đề quan tâm cho nó, vì nó là cháu của mình. Và chúng ta đi đến khi tới cháu của mình lo, là mình cũng nằm cái tầm khoảng gần 70. Mà người xưa nói thất thập cổ lai hy, con người sống tới 70 tuổi là cũng là dữ lắm, đặc biệt lắm rồi. Mà bây giờ mình sống tới 70 tuổi, mình đang bận rộn nè, và vấn đề sanh tử mình lại chưa rõ ràng. Và khi một hơi thở thở ra cũng hít vào, đâu phải chết là hết đâu. Mà chúng ta còn cái dòng lẳng quẳng sanh tử, chúng ta biết đi vào đâu đây? Nếu có phước làm người thì đi vào bụng mẹ cha, còn nếu mà cái phước làm cái nghiệp súc sanh địa ngục ngạ quỷ thì chúng ta lọt vào chỗ đó, khổ quá đó, phải không? Nên nhiều người ta nói rằng chết là hết, chết không có hết. Nếu chết mà hết á, thì bây giờ chúng ta khoan hãy nói đến Phật Bồ Tát. Như bản thân những đức cũng không đi ăn chay niệm Phật đâu, không đi làm chuyện công không này đâu. Mỗi ngày cực lắm, nuôi 2.000 người không đơn giản đâu. Mà bây giờ còn đi nấu ăn hai buổi nữa. Buổi trưa này được chạy một chút nè, còn sáng sớm 3 giờ mấy đi lễ Phật chút rồi xuống nhà bếp nấu ăn. Rồi xong á, chạy về tắm đồ này kia đồ tiếp Phật tử, ăn cơm xong nói chuyện chút, sẽ sắp xếp chuyện chùa chiền, rồi tranh thủ chạy qua đây gặp quý vị nè. Rồi ngồi chút chạy về bên kia, phải giảng 2 bài pháp cho ngày mai thì mình mới có thời gian được nấu ăn. Nó rồi á, chiều lại là đi qua đây giảng pháp ở đây nữa nè. Nên từ nơi đó mà tính ra công việc nhiều lắm đó. Mà nuôi gần 2.000 con người này đâu phải lo cho con người không đâu, còn phải xây chùa nữa. Còn phải, mà nuôi con người nó không phải đơn giản. Con người không phải là gạch đá mà mình để đâu mà nằm đó đâu. Họ có cái động. Nên có khi mấy bà già lâu lâu bà cũng quýnh vô đài chứ. Già mà lâu lâu buồn quá tập thể dục một chút thì mình phải nhắc nhở và giải quyết vấn đề. Không đơn giản nghe. Vậy mà mỗi ngày vui vẻ an lạc được là nhờ từ đâu? Phải nhờ từ Phật Pháp không? Phật Pháp mới cho mình được cái tâm này đó quý vị ơi. Bây giờ ở nhà mình có hai vợ chồng, một mấy đứa con thôi, mà phải là mình lo hoài gần hết cuộc đời chưa xong đó. Mà có khi còn phiền não gì nó nữa. Tại vì sao mình phiền não biết không? Tại vì cái đứa con mình sinh ra mình quá thương nó, nên mình quan sát nó suốt luôn. Nên nói cái gì cái là mình phiền não ngay cái gốc đó. Còn Phật Pháp thì dạy mình là hãy nhiệt tình vì người, nhưng đừng đặt vào người chỗ nào hết, mà hãy nhìn lại mình. Cái gì không cần thiết thì buông ra sớm đi là tốt. Nhờ những đức học được vậy mà những đức buông ra được nhiều thứ đó. Nên những đức bây giờ mới vui nè. Nên những đức khuyên quý vị, cái pháp niệm Phật này hay dữ lắm. Quý vị cố gắng niệm Phật đi. Ở nhà sáng tối lễ Phật, niệm Phật lễ Phật Y Đan Từ Khóa này có hơn tiếng à.
ít lắm. Thời khóa thì nước đưa ra bây giờ người ta áp dụng khắp nơi nơi luôn. Rồi mỗi ngày mà sắp xếp được á, đăng ký cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ của chùa mình á, những đức giảng nhiều lắm. Tính ra một ngày gì mà cái trang của mình những đức lên 8 buổi. Tha hồ mà coi. Nấu ăn cũng có chương trình ở đây chắc cũng có những người coi chương trình những đức nấu ăn đúng không? Có. Nó có mà. Đúng không? Nó. Nó. Rồi những bài giảng chủ nhật, thứ bảy, rồi những bài giảng thứ ba, những bài giảng thứ năm. Rồi mỗi ngày là hai bài giảng cố định. Câu ai Phật niệm đến cùng quý chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Nếu mà coi thường xuyên coi bị sẽ thường cười. Những đức tin chắc rằng có những người ngồi ở đây á, có khi bị nghe những đức giảng bị ngồi cười mình. Có. Đúng không? Có. Mà có khi người ta nhìn mình ta tưởng nó mình bị khùng. Thấy không? Nhưng mà sống trong cuộc đời này chúng ta khổ quá là vì chúng ta quá khôn. Khôn nên quá nhiều cái tính toán nên khổ. Nên có những khi bây giờ mình cũng lúc khôn lúc khùng chút đi cho nó thoải mái một chút. Khùng là gì? Khùng là buông xuống bớt chuyện lạc. Tại mình quá khôn nên mình tính toán ngày sáng đêm. Nên mình đã nặng nề gần hết cuộc đời rồi. Bây giờ thôi có những lúc mình hơi khùng khùng chút đi. Để cho nó tự tại, nó buông những việc gì cần thiết phải buông. Hoặc những việc gì cần buông thì buông xuống đi. Để cho nó nhẹ. Những đức có khi quý vị thấy không? Coi chúng, nuôi chúng, giảng pháp vậy cho những đức bao giờ nghĩ mình là giống như một những ông thầy mà nghiêm túc đồ mà này kia. Nếu như đức nghiêm túc của chừng đức chết trước mấy bà già vì mình quá nghiêm, nên cuối cùng mình nhìn mấy bà già, bà không được gì nghe, bà không được gì nghe, không được gì nghe, thì cuối cùng nó hô thêm chứ thì sao. Nhờ những đức á không có đặt vấn đề nặng với mấy bà cụ nên bản thân mình có được sự an lạc quý vị à. Trong cuộc đời con cháu mình cũng vậy đó. Có nhiều người chúng ta thấy rõ ràng mình đều thương con cháu mình, sắp xếp có những người ta có địa vị, ta sắp cho con cháu ta vào một cái địa vị ngon lành lắm, nhưng mà con cháu mình không có phước đó nó đâu có được gì đâu quý vị. Đâu phải mình sắp cho người ta là được đâu. Nó nói có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Mà đã là không có phước phần, mình có đặt nó cũng đi chỗ khác à. Mình để cho con mình lên đống vàng thì con mình nó bò qua đống phân. Con người ta nghèo nàn giống như nằm trên đống phân vậy đó, nhưng mà nó lại bò qua đống vàng. Thì đó là phước phần của mỗi một con người thôi. Như cuộc đời những đức lang bạc khổ cực hư hỏng, có ai nghĩ rằng những đức tự nhiên đi học Phật, mà chính bản thân những đức còn chưa suy nghĩ những đức đi tu. Mà tới ngày giờ tự nhiên tu là tu. Như những chí đâu có bao giờ nghĩ đi tu gì đâu. Tự nhiên á nó gặp duyên ở đi tu chứ sao. Vậy thì con người trong cái số phận con người nó có sẵn quý vị ơi. Thấy không? Vậy thì bây giờ chúng ta có nhiều cái mình nên nhẹ nhàng chút đi. Quý vị biết rằng con người mình thường khổ cho cái ngày mai nhiều lắm nha. Ngày mai không đó. Hôm nay có gạo ăn đầy đủ nhưng mà sợ ngày mai không có gạo. Ngày xưa nghèo thì muốn giàu, nhưng bây giờ giàu rồi sợ người ta lấy của. Nên khổ vì nghèo mà khổ vì giàu luôn, thấy chưa. Quý vị biết cái những đức bây giờ á, nếu nói về tiền á nghe, không thiếu. Ít có ông thầy nào nói vậy đúng không? Phật nói biết đủ thường vui thì mình nói không thiếu đi. Biết bao nhiêu mà đủ, biết bao nhiêu mà thiếu đúng không? Miễn sao mà làm bao nhiêu tiền là có tiền là được rồi. Cần làm là có tiền. Vậy thôi, vậy là không thiếu rồi đúng không? Gạo trong chùa thì mỗi ngày ăn đầy đủ là được rồi. Đầu hũ có làm, chính chùa làm luôn. Nghĩa là rau củ quả người ta cúng ăn thoải mái. Nói là thầy cần bao nhiêu báo cho con cúng hết. Rau củ quả khi người ta cúng là xe. Thấy không? Vậy là mình đâu có thiếu đâu quý vị. Nó quá thoải mái nên quý vị vô chùa mình tu là tâm trạng thoải mái lắm. Bây giờ chỉ cần đi vô đây thôi, khỏi cần nói cái chuyện gom tiền gì cúng dường cho thầy. Vô đây ở đây ăn cơm mà không cúng gì hết. Đây thiếu nợ, không có nợ. Bị vô bị niệm Phật, bị an lạc vui vẻ là còn cầm cái duyên phước về nhà. Ví dụ như có những ngôi chùa mình đi lợi chùa người ta ăn, mình nói là lợi chùa ăn uống có chừng bị nợ đó nghe. Quý vị có nghe câu này chưa? Là quý vị biết vì sao chùa đó ăn mà thiếu nợ không? Vì chùa đó không có nấu cơm cho mình ăn mà mình đi cố tình ăn là thiếu nợ. Đúng không? Còn chùa này là nấu là cho mình ăn, mà mình không ăn là mình đoạn duyên. Rõ ràng mà.
Bây giờ chùa người ta có hai bao gạo mà để cho chư tăng chư ni ăn, mình lỡ mình ăn hết trơn chư tăng chư ni lấy gì ăn, mình thiếu nợ là phải rồi. Còn chùa này gạo đồ đầy đủ quá thì mong mình ăn, mà mình ăn ít thì duyên phước ít, mà ăn nhiều thì duyên phước nhiều. Đó. Nên tùy vào sự chọn lựa của mình đi đi đến cái mục tiêu. Nên quý vị nghe gì nó thoải mái quá chàng đúng không quý vị? Có nhiều người nói rằng là bây giờ nếu mà nghe pháp mà nằm là coi những đời sau làm con rắn. Những đứa nói bây giờ mỏi quá mà không cho nằm vậy chứ thì sao? Thí dụ như mình lên đi chánh điện mình tu thì cỡ nào mình cũng cố gắng mình ngồi đúng không quý vị? Ai mà dám nằm trên chánh điện? Nhưng ở nhà mình nghe pháp mỏi quá thì mình nằm lên, mình ngồi lên cái ghế dựa, hoặc mỏi quá quý vị có thể nằm nghe pháp cũng được. Tại vì người ta quá mỏi rồi. Nếu bây giờ người ta mỏi quá mà người ta tắt, người ta nghỉ nghe pháp thì cái việc này bị thấy thiệt thòi không? Nên cho chúng sanh một chút lợi ích. Nên đừng có đặt vấn đề cái gì cũng tội. Thấy không? Đừng có đặt vấn đề cái gì cũng tội. Đó. Nên á, có nhiều cái người ta đưa lên tội quá nên mình tu không có được. Giết người ta nói thôi, mà lúc chưa học Phật thì cái gì cũng không có tội, mà bây giờ học Phật thì cái gì cũng tội, thôi nghỉ học. Thiệt thòi đúng không? À, có nhiều người hỏi như Đức á, thầy thầy, con nghe có những người nói á, nhà cư sĩ mà thờ tượng cốt không có được. Những Đức hỏi kinh nào nói thờ tượng cốt không được? Thờ Phật Bồ Tát là tốt chứ gì mà thờ không được. Có nhiều người nói nhà 3-4 tầng chỉ có thờ trên sân thượng thôi, còn ngoài ra không có được thờ ở dưới lầu. Hỏi làm sao mà không thờ được ở dưới lầu, là vì ở trên mình đi. Tại vì cái nhà mình phải đi thôi chứ ai mà mong muốn đi trên đầu Phật. Đúng không quý vị? Giống như bây giờ không lẽ những Đức ngồi dưới đây nhìn nè, trên lầu kia người ta đi là có tội. Những Đức còn chưa tính cái tội đó nữa chứ đừng nói chi Phật tính. Nên cái tâm con người mình quá nhiều cái dính mắc, nhiều cái tội nên mình đưa ra cái gì cũng tội. Nên giết rồi người ta lội qua xong hết tội luôn, là nghỉ tu á, nghe không? Nên những Đức hướng dẫn quý vị là quý vị hay làm sao thật lòng với chính mình đi. Và mình sống làm sao lương tâm mình đừng có bị rây rứt với những điều mà hành động mình làm. Cái tòa án lương tâm mình là cái phán xử nhanh nhất. Chúng ta có thể dối mọi người nhưng khó dối được cái tòa án lương tâm mình lắm. Không lẽ mình giả dối hay chân thật mình không biết sao? Hãy tự xem cái tâm mình đi là được rồi. Còn cái việc cái tội lỗi gì thì tự mình biết. Còn Phật Bồ Tát thì không có trách hờn mình cái chuyện đó đâu. Có những người nói nhà nhỏ quá, ngủ ở đó vậy thờ Phật ở đó không có được, Phật mới trách điều này đâu. Bây giờ những Đức đi lại cái nhà người ta có một cái phòng, xung quanh người ta con người ta nằm ngủ, những Đức nói chuyện với người ta, người ta bước qua bước lại, những Đức cũng đâu có tính tội với người ta đâu. Vì nhà người ta có chút xíu à, mà người ta còn kính trọng, người ta mời mình đến, điều này mình kính trọng chứ không có bao giờ đi tính tội với người ta chứ. Chứ Phật Bồ Tát nào mà tính tội nhà nhỏ. Nếu mà Phật Bồ Tát mà còn tính nhà nhỏ nhà lớn vậy thì không có nói Phật Bồ Tát đâu quý vị à. Không. Nên ở nhà quý vị nên có, nếu đủ duyên là nên có cái bàn thờ Tam Bảo. Sẵn dịp vô đây nè, đủ duyên nè, chuyến này những Đức cho thỉnh tượng Phật rất là nhiều. Nên phái đoàn của nhà Nhuận Chí á, ai muốn thỉnh tượng Phật thì Nhuận Chí đi qua bệnh á, thỉnh cho họ trước đi. Để bữa đó đông quá có chừng á, người ta thỉnh hết trơn với người ta chen lắng á, thấy không? Nên ai thỉnh thì cho thỉnh một bộ tượng Phật đó. Tượng đứng cũng được, tượng ngồi cũng có tượng đứng luôn. Tượng đứng đẹp lắm, tượng đứng rất là đẹp, thấy không? Tượng đứng hình như là bên hộ pháp. Thì ai mà thỉnh á, thì ghi danh sách ra, rồi bữa đó đó một bộ tượng đứng thì nó gọn gọn gì nè, cao gì nè, thì vừa thờ gọn lắm, ôm gì cũng nhẹ hơn. Còn bộ tượng ngồi thì nó khoảng 3 vai, cao 3 vai cũng cao vậy, nhưng mà bị ngang nó hơi bự hơn, mà rất đẹp nha. Thì tùy quý vị chọn bộ nào cũng được, thỉnh đi. Về nhà có một cái ngôi Tam Bảo ở gia đình, rồi sáng tối dụng công tu, đời mình tu để đời con cháu mình nó nhìn đó mà học theo, cái lọc đó lớn nhất rồi đó quý vị, thấy không? Chứ đừng có nặng vấn đề là nghe người ta nói tội tội sợ, thấy không? Nó giống như có cô hỏi thầy, thầy có người hướng dẫn con á, khi mà mình niệm Phật lễ Phật là phải đi đánh răng đồ, súc miệng đồ, tắm rửa sạch sẽ hết trơn mới được niệm Phật. Còn lỡ răng mà còn dính miếng cơm cũng bị mang tội.
Thì quý vị ơi, thì chúng ta đi lễ Phật thì chúng ta cũng rửa mặt rửa tay đàng hoàng thôi. Còn cái chuyện mà ăn uống nó còn dính ở đâu, nó dính kệ nó. Còn người mình thì làm gì mà sạch hoàn toàn hả quý vị? Chúng ta vừa tắm đây mà đổ miếng mồ hôi, đã là mồ hôi mà kêu không hôi sao gọi là mồ hôi, đúng quý vị? Sao nặng nề dữ vậy chàng, thấy không? Tu đừng có quá nhiều thứ nặng nề à, đó. Nên á, những cái gì mình sống thì sao á, thí dụ như bây giờ á, mình đi hai hàng mà kêu mình đi ngang Phật á, đi một hàng sao đi? Tại vì con sinh ra đời con đi hai hàng, đúng quý vị? Bây giờ bắt buộc con mới đi một hàng là không được rồi, đúng quý vị? Đó, còn con á, sinh ra đời mồ hôi con nó hôi khác thường hơn người ta, mà kêu con không hôi sao được? Cái này không phải lỗi của con, lỗi là do cái nghiệp duyên của con thôi, thấy không? Nên á, tất cả những cái này thông tâm hết đi quý vị. Vì học Phật thì sao mà quý vị thấy an lạc nhất cái tâm. Những điều những Đức chia sẻ đây quý vị, quý vị nghe lại đi. Nếu quý vị mà tin 100% thì quý vị làm sẽ có kết quả liền. Chính những Đức học Phật thì Đức thấy sao nó dễ quá trời dễ luôn. Có khi mà những Đức nuôi với bà cụ nghe, chứ với bà cụ những Đức làm trò chứ bà cụ cười mà giống không có quay nghi gì chứ. Nhìn không có quay nghi chứ quý vị ơi. Mà ngộ thay nhiều người ta lại thích. Còn nhiều người quay nghi quá trời mà người ta lại sợ. Vì mình nghĩ đi, người ta sợ mình và người ta thích mình chọn cái nào? Chọn thích chàng ơi. Thấy không? Nó nên từ nơi đó mà cái này là quan trọng. Học Phật sao mà tự tại là được rồi, cười nhiều. Có nhiều người nói á, cười thì đừng có hả hàm răng ra. Đã muốn cười quá trời mà kêu người ta quý vị coi á, vậy thì khóc có hả hàm răng quý vị. Có người ta khóc quá người ta kêu gào người ta hả miệng ra, vì cười không cho hả hề miệng ra sao ngộ vậy chàng. Mình phải cười sao cho nó tự tại chứ, mình có nhiêu mình làm hết nhiêu đi, thấy không? Đó là tự tại nhất. Nên học Phật pháp là dạy cái gì? Vì tự tại rồi cái tâm làm sao mà nó thiện là đúng. Còn hơn là cái bên ngoài thì nhìn ngon lành nhưng mà tâm mình giao búa ở trong á thì đó mới là ác đó vị ơi. Nhớ nghe à, cái này quan trọng đó. Quan trọng học Phật là từ tâm mình, xem lại cái tâm mình á. Ví dụ như mình ai cũng có cái sai, nhưng bây giờ mình học Phật mình coi lại mình sửa đi, từ từ mình sửa đi à, chúng ta ai mà không tham quý vị, ai mà không sân si. Bây giờ nói học Phật mà kêu đoạn hết tham sân si khó lắm. Lâu lâu thì cũng sân si đó, những Đức cũng vậy đó, lâu lâu cũng mà. Nhưng mà về ngồi chút thôi buông ra, lâu lâu cũng dặn ấy vậy cũng trách á, nhưng mà ngồi lại chút nữa thôi dặn hờn để trong tâm chỉ cho nó mệt thôi buông ra. Quý vị mà làm được điều đó là cũng được rồi đó, chứ kêu đừng có săn đừng có buồn dặn không có được đâu quý vị ơi, đúng không? Niệm Phật là niệm chứ ai động tới cái cũng bực bội lắm á, chứ ai mà khen đẹp cái là đúng không? Chứ ai mà chơi xấu là nói mình xấu xấu, chứ nói mà chơi thẳng ngay mặt mình nó nói chứ cũng thấy buồn á, trong lòng nghe vô duyên gì đâu, xấu kệ tôi đi dám nói gì, đúng không? Đó nên lời thật mắc lòng, nên nói thật cũng nói đúng nơi đúng chỗ, chứ mình nói thẳng người ta quá nói nó cũng không đơn giản đâu quý vị. Đó nên những điều những Đức chia sẻ quý vị nghe nó rất nhân sinh, rất đơn giản, mà từ ngay một câu Phật hiệu mà nó ra vậy đó. Tại mười mấy năm nay những Đức niệm Phật không mà chưa có đi đến trường Phật học học gì hết trơn. Nên những Đức đi tu là gan nghề luôn đó. Người ta phải bỏ ra thời gian học đồ người ta mới đi giảng pháp quý vị. Còn những Đức là vô luôn. Là cứ mình làm sao sống sao mình đem mình đưa ra vậy à. Đơn giản bình dị. Rồi biết nhiều nói nhiều. Rồi biết thêm nữa thì nói thêm nữa. Vậy thôi. Vậy mà bây giờ mỗi lần ở khi lễ lọc này cũng giảng cho mấy chục ngàn người ngồi nghe đó. Mà người ta gặp nó mừng lắm nghe. Ồ ngộ ghê. Hồi sáng gặp cái phái đoàn ở Thái Bình. Người ta vô bển á. Bên Hữu Pháp 40 người. Ta gặp mà ta chạy lên ta gặp mình người ta mừng mà ta khóc quá chàng. Tới nhà nghe mình giảng người ta cười người ta vui. Bây giờ gặp mình ta mừng quá. Người ta gặp những Đức ta nói ủa thầy hô dữ vậy. Thấy không? Mình ta nói mà thầy có duyên.
nó thôi kệ, vớt lại câu có duyên nghe. Nó đúng quý vị, nhìn nhìn như khi nhìn mặt mắc cư nó. Nên á, có bao giờ mà Nhã Đức xưng thầy với ai đâu, tại vì sao? Mình không có giống ông thầy thôi, giống cái gì cũng được, miễn hướng dẫn ta tu được là được rồi, đúng quý vị. À, cái này vậy là quan trọng nhất rồi đó. Nên mong á, quý vị vô đây chúng ta cũng ngồi được nói chuyện gì một chút, quay động phim ngắn lại. Những đức mong quý vị từ bây giờ sống tốt, sống vui, đừng có sống những ngày tháng buồn nữa, vì cuộc đời con người buồn cũng sẽ chết mà vui cũng chết. Thà chúng ta sống an lạc vui để cuối cuộc đời chúng ta chết vì cực lạc ngon hơn, đúng không? Đó. Còn buồn dặn ai ở đó giờ chưa buông được thì thôi buông ra đi, đừng hôm nay đừng có buồn ai lâu nghe. À, ví dụ như ông chồng mà, ví dụ như mình đi tu về, ông gặp mình nói đi đâu mới hợp vậy mày, đúng không? Mình tu về nghe, mình tu đây an lạc nghe, mình về mình đi tung tăng nghe, vui quá vui rồi. Ông nói vui, ông nói này nói kia mình nghe, ông sống ốc mình á. Mình nhịn được hay không là lúc đó mình có tu hay không, nghe không? Chứ không thôi mà bản thân của mình á, mình nghĩ mình có công trong nhà, mình sanh con rồi mình lo gia đình, mình chu đáo. Mà bây giờ ông nói nặng mình câu, mình khóc hà lên, mình la lên, mình dậm chân dậm cẳng, mình lăn lộn, mình nói là oan ức cho tôi, làm mình khổ. Nên đã nghe Phật pháp rồi đừng có nói chữ oan nghe. Có duyên có nợ. Nếu người ta thương mình nhiều là người ta thiếu nợ mình. Mình thương mình lo cho người ta quá trời mà người ta không ngó ngàng gì với mình chứ, là do mình thiếu nợ người ta. Đã là thiếu nợ thì trả mà than qua làm chí. Bây giờ thí dụ như giờ những đức lợi mượn nợ của mẹ thì những chí. Mượn nợ xong những đức làm có tiền, những đức lợi trả mẹ những chí. Thì những đức phải nói câu là chị, hồi đó tôi khó khăn tôi mượn nợ chị, bây giờ tôi trả cho chị. Thôi tôi cảm ơn chị, lúc tôi khó khăn chị giúp tôi nghe chị. Chứ làm gì mẹ những chí phải cảm ơn những đức, đúng quý vị? Đó là mình thiếu nợ chồng thì mình phải trả nợ cho chồng. Mình có nhiệt tình, mình lo chu đáo hết lòng hết dạ, nhưng mà ổng ra ngoài ổng nhìn cái con khác, có khi ổng không nhìn mình đó, hoặc là ổng khen trời người ta ra ngoài nhìn thấy ham, tao về tao gặp mày tao thấy chát. Có khi mình cũng gặp người chồng nó nói một câu vậy thì cũng đau lòng lắm đó quý vị. Nhưng mà quý vị giờ nghe đạo rồi nghe, phải hiểu là mình đã từng nói câu đó với người ta rồi đó, bây giờ người ta trả lại cho mình đó. Nên Phật nói trong kinh á, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Trong cuộc đời quý vị làm vợ người ta, những người phụ nữ đây nè, mình cũng là có những người cũng chảy nước mắt nhiều lắm đó quý vị, không phải không có đâu nghe. Mình là người phụ nữ có những cái khổ của mình thầm kín lắm, không giỡn đâu. Nội mà cái chuyện mà đẻ cho ông mấy đứa con thôi, có đau nào bằng đau đẻ đâu, đúng không? Nên Phật nói trong kinh Du Lan đó, thập tử nhất sinh, vì mà gán đẻ rồi gán nuôi, đúng không? Mà có khi người ta đi làm có tiền gì, người ta nói nè, làm chuyện của đàn bà cũng nít, thấy không? Nhưng mà mấy ổng đâu có biết cái chuyện của mình làm là cái chuyện không đơn giản. Những đức học Phật và những đức mới thấy mấy người phụ nữ này, họ không đơn giản đâu, mấy không? Mình có đẻ được đâu, đúng không? Đừng có nói cái chuyện dọn nhà nấu ăn là đơn giản nghe. Thử mấy ông vô nấu ăn dọn nhà đi rồi biết, thấy không? Tại mấy ông không làm, mấy ông không biết đó. Những đức làm hết trơn, những đức biết nè. Nó, những đức chỉ còn có cái là chưa đẻ được thôi. Những đức mà đẻ được nó thôi, thế gian này cái gì những đức cũng biết hết trơn luôn rồi đó, thấy không? Bà thầy cũng nói giống như là thấy không? Nên từ nơi đó mà mấy cô nghe gì rồi, mấy cô nhớ nghe, không có buồn trách mấy cô ơi. Nhưng buồn trách rồi nhớ là cái lời những đức nhắc nghe. Gặp cái gì mà oan ức, A Di Đà Phật, thấy không? A Di Đà Phật thôi. Vậy đó nghe, mà người ta thấy mình ta thương đó nghe quý vị. Mà rồi quý vị tự nhiên vui rồi, quý vị trẻ đẹp có liền. Những đức ngày xưa mà mới học Phật một năm á, mẹ những chí rồi ba biết nè. Hồi lúc đó bây giờ là coi được rồi đó. Hồi lúc đó rồi nó xấu ê hề. Nhìn mà muốn ói tại chỗ luôn á. Ghê lắm. Bây giờ là coi được rồi đó. Thấy không? Đó nên đó. Nên mong quý vị vui.
Thì thấy Như Đức nói chuyện đơn giản mà quý vị thấy nghe vui không? Thoải mái cái tâm đúng không? Đó, vậy về cố gắng niệm Phật ha, siêng năng niệm Phật. Muốn độ người thân thì mình phải tu cho tốt mới độ người ta, chứ đừng có mà học đường chút về cứ kêu người ta niệm Phật hoài ta không niệm, cứ quay lại dùng cái thứ gì. Đừng có nói vậy nghe, mình ăn chay được mình ăn, chứ đừng có kêu mà bắt buộc người ta. Mình niệm Phật được mình niệm, đừng có bắt buộc người ta. Mình ăn chay niệm Phật làm sao mà mình hiện cái tướng á, mà người ta nhìn mình mà ta muốn học theo á. Chứ đừng có bắt buộc người ta, bắt buộc người ta mà người ta không làm mình tức, mình chửi người ta là mình tiêu rồi đó. Sai. Nên muốn độ được người thân thì trước nhất mình phải cắm cái tâm mình vô Phật. Chứ muốn độ người thân mà đem cái tâm cắm vô ông chồng hay đứa con là khó lắm. Tại vì họ dẫn mình sao mà mình độ họ, hiểu không? Nó nên mình sống với người ta nhưng mà cái tâm mình phải an lạc kìa mới độ được người ta nghe. Nó nên quý cô vô đây những đức nhìn á, cô nào cũng thấy đẹp hết trơn á, là chắc chắn là ở nhà cũng niệm Phật dữ lắm nè, thấy không? Niệm Phật vui vẻ, nghe pháp cười, thấy không? Chứ gặp mà tối ngày đi nhiều chuyện xếp trên xếp dưới là không có đường gì đâu. Ồ, nên nó thôi rảnh thời gian niệm Phật nghe pháp quý vị. Đặc biệt nhất rồi đó. Chuyến này đi có hai ông hả? Dạ. Đây là một chú chủ một cái tức là mạnh thường quân của một cái cửa hàng cửa hiệu đấy ạ. À. À. Còn bác này thì là cũng theo một cô em vào, xong rồi cũng muốn ở đây tu lâu dài. Đấy, thế còn có một số các cái Phật tử cũng là ở chùa Thành cũng vào là để học hỏi thầy cái phương pháp buông. Đấy. Thế lại với lại xem lại cái thực tế, tại vì có những cái dư luận nó cũng không hay về chùa mình hết thôi, thì cũng vào thực tế để xem là nó đúng hay là không đúng. Thì vào đây thì họ mới thấy rằng là cái dư luận đấy nó không đúng, thì nó chứng minh được để cho họ thấy là, tức là có những cái mà họ được nhìn thấy và họ thấy nó ngạc nhiên, nó không đúng với cái dư luận ngoài. Đúng rồi. Quý vị ơi, bây giờ á, trong cái cõi đời này á, không có một cái gì mà tròn vẹn hết. Ở đây nó có tốt cỡ nào thì nó cũng có cái xấu nằm đây. Em đi sâu sắc vô mình cũng thấy nó có cái xấu đó. Mà ở nơi nào xấu cỡ nào thì nó cũng có cái tốt. Thấy không? Thường á, là khuyên mạnh những đức làm á, là những đức thường là cắt những cái đẹp nhất thôi cho bị coi. Còn cái nào xấu thì những đức bỏ. Thấy không? Nên quý vị coi coi viên ảnh là quý vị sẽ mê lắm, thích lắm. Nhưng mà muốn xác thực nhất thì chúng ta xin mời quý vị đi vào đây. Nếu mà ai muốn tìm hiểu thì đi vô đây tu luôn đi. Ở thời gian thử coi nó có thật gì không. Thí dụ như chùa mình đi, một người già nào vô chùa ở chỉ cần sắp xếp chuyện gia đình đâu rồi đó đàng hoàng, rồi có giấy chứng minh đồ, rồi giải quyết chuyện nhà đi rồi vô đây. Chỉ cần cầm giấy chứng minh vô và tiền xe đi vô đây thôi, rồi là xong, nhà chùa nhận, không nhận một cắt bạc nào hết. Đây là 100%. Còn mình có điều kiện mình cúng dường tu phước tu duyên, đó là chuyện của mình. Chứ ngoài ra không có nói cái chuyện mà nhận người mà nhận bao nhiêu tiền. Chuyện này là 100% rồi. Là cái vô cùng quan trọng đó là mình vô đây mình chấp hành quy củ trong chùa, cố gắng niệm Phật. Là niệm Phật thôi, quy củ là vậy đó. Rồi đông người mà cũng có tính này tính kia, mình đã quyết định đi tu rồi thì thôi, người nào hợp tính thì mình chơi vài nói chuyện vài câu, còn ai không hợp tính thì thôi mình lo niệm Phật vậy là được rồi, đâu có gì đâu. Còn đây thì có quý thầy sắp xếp công việc. Nó còn chùa mình thì quý vị vô đây thì tự quý vị ở đây tu thì tự bình luận thôi. Còn cái chuyện mà người ta khắp nơi người ta nói gì thì thôi, thì mỗi người có góc độ nhìn của mỗi người khác nhau thì sao cũng được, miễn sao chùa mình nuôi được người già thôi à. Cả bản thân những đức mà giảng pháp có khi á, nhiều người ta cũng khen, ta thương lắm á. Nhưng mà có những người ta cũng chửi tá lả bên. Ta nói ông thầy giảng gì đâu mà không có hoài nghi. Giảng đâu nói chuyện những câu nó lộ quá. Đúng không? Mình nói thôi tôi đều có học gì đâu. Thì câu nào tôi nói thấy vui thì tôi nói à. Chứ tôi không ác ý với ai chứ nha. Ai thích nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi. Thấy không? Nếu mà tâm mình nghĩ thiện thì nó là thiện thôi. Còn nếu tâm mình nghĩ nó không tốt thì nó là không tốt thôi. Quý vị coi, con người mình làm việc cho công chúng là làm dâu chăm họ. Giống như một buổi ăn mình nấu lên, dù bữa nay nó có ngon cỡ nào ngon, nhưng mà bữa nay ngay cái ngày người ta bị bệnh cảm thì cái miệng nó lặt nhách, ăn vô nó đồ ăn dở ẹt. Thấy chưa? Thì tự nhiên mình không vừa bụng người ta, đúng không?
mình có thể giảng cho cái hội chúng đó, người ta nghe, người ta hiểu mình, người ta thích. Nhưng mà có những người, người ta không hiểu mình thì người ta không thể nào thích được. Nên chúng ta sống trong cuộc đời này không có gì tròn vẹn hết quý vị. Một cái tổ chức gần 2.000 con người, nếu mà mình suy nghĩ rằng nhà mình chỉ có 2-3 người đâu mà mình còn giải quyết chưa xong, không chi người ta 2.000 con người mà kêu người ta tròn vẹn không biết làm sao á, mà tròn vẹn nữa quý vị. Mà bao nhiêu người, bao nhiêu ý này mà, mà đường gì là cũng được rồi đó quý vị. Ô nó đông vậy mà vô ăn cơm mà ngồi im re là cũng ngon lắm rồi đó mấy cô. Đúng rồi. Nhà mình có 2-3 người mà ăn cơm nói chuyện um sùm đó, nên biết sao mà vừa lòng người quý vị. Nên chúng ta khắp nên ai mà muốn tìm hiểu á, vô đây, vô đây tu không có đóng tiền đâu sợ, cơm bao ăn, thấy không, thoải mái, bao pháp giảng tối ngày đó, bao quà tặng miễn phí, máy niệm Phật tặng luôn đó. Nên từ đó quý vị vô đây đi rồi quý vị sẽ cảm nhận được. Không nói chứ bây giờ mà có ngôi chùa như Hòa Thượng xây gì cũng đặc biệt rồi đó quý vị, mà lại tu tịnh độ chuyên nhất. Nếu mà tuổi già mà sắp xếp được á, nói già nhưng mà mình còn khỏe như ông cụ nè, còn khỏe đâu nè, vô sớm đi, đừng có đợi hết xí quách. Chàng ơi, đợi hết xí quách là thua, thấy không? Có cách nay 2-3 ngày có bà cụ 85 tuổi, con bà nó chở chiếc xe mà giống xe cứu thương mấy con, nó chở vô, bà nằm bà nói thôi thầy cho con ở chùa đi thầy. Vậy tôi nói nằm mô bây giờ đào Phật. Bây giờ bà ở đây, bây giờ á nhà chùa mấy bà già rất là nhiều, nhưng ở cỡ nào cũng ở chùa 2-3 năm mà người ta yếu, rồi lúc đó nhà chùa người ta đứng người ta lo. Còn bây giờ bà mới vô mà bà nằm kiểu này ai lo cho bà đây? Nhưng đứa là lo cơm, lo hướng dẫn pháp, hướng dẫn hết trơn hộ niệm. Nhưng mà bây giờ bà có đi tới lui được không? Bà nói không, nhà thầy lo cho con, nói lo cho bà được, nhưng mà những đứa không thể nào mà ẩm mà đi được. Những đứa với một nữa, cái nếu mà những đứa nhận gì ai cũng đưa vô gì, sao những đứa lo xong thầy cứu con đi thầy, nói bà tự cứu bà đi à, chứ sao làm được quý vị, đúng không? Bây giờ quý vị coi mấy chục năm cuộc đời mình lo cho gia đình mình, mà tại sao mình không lo cho mình cái tuổi già, mà chưa chắc lo cho mình nghe. Mình còn lo đó là lo cái đức cho con mình nữa. Nên bây giờ ai mà sắp xếp được á, còn khỏe khỏe đó, mình vô chùa trước đi, thấy không? Vậy là ngon rồi đó. Cô này chuẩn bị vào lâu dài mẹ những chí này sao mà thấy không? Đó, đó, phải quyết tâm nghe. Con đường tu á, nó không có lề rề được, quyết tâm cho nó mạnh thì mình mới tu được, chứ lì rề rề hạn là không có được. Ví dụ như mình chưa đi được đi, mình đừng có nói thầy, thầy con cố gắng á, 5 năm nữa con vô chùa nghe thầy. Những đức nói, những đức hỏi bà cụ hôm nay nhiêu tuổi, bà cụ nói dạ con mới có 75 mà đó. Thì những đức nói cụ cố gắng đi 100 đi cụ, 100 hãy vô nghe quý vị ơi. Chúng ta dù 75 hay 70, 65 gì, đừng có nói là 5 năm, mà trong thời gian 5 năm đó chúng ta chưa biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Vì có những người vô thường bất tử chứ không phải là già mới chết đâu. Có những người khỏe soi sỏi ngủ đêm ngày mai chết queo, có không? Giống như cái chung cư mini gì đó ngoài miền ngoài, nhớ không? Có ai ngờ tối đêm đó người ta đi vòng vòng ta chơi ì ì, mà không ngờ ngày mai mà trở thành một cái nơi mà bao nhiêu con người chết vậy quý vị. Nên trong cuộc đời này nó rất là vô thường quý vị ơi. Chúng ta nên đừng bao giờ hẹn lằn hẹn lựa. Mà nếu còn cái duyên ở nhà thì cố gắng ở nhà niệm Phật. Bất cứ lúc nào Phật trước gì cực lạc thì đi. Còn lúc nào mà sắp xếp được chuyện nhà thì vô đi tu. Chứ đừng bao giờ nói 5 năm sau con vô chùa con niệm Phật giảng sanh. Lỡ trong vòng 5 năm đó nó có chuyện gì xảy ra làm sao? Hãy cẩn thận nghe. Cái này quan trọng đó. Thôi chúc quý vị an lạc quý vị ơi. À, mời ai trưởng đoàn á, có vài lời phát biểu hay vài lời, ngồi ý đi bình thường. Cảm nhận của mình như thế nào cái đi vào chùa? Con bạch thật, bạch thầy, đoàn Sơn con được này đến thì có 35 người. Có 2 nam nữa, còn 33 nữ.
Ở đây thì trong đoàn có 1/3 là vẫn vào đây rồi ạ. Tức là con đi, con cũng được là phong làm chức trưởng đoàn được 3 năm rồi ạ. Con vào đây là năm thứ 3. Thì trong cái số 3 năm thì có rất là nhiều người cũng đi 3 năm rồi vẫn vào đây. Vào đây ở trên ở ngoài Lạng Sơn con thì có cái nhóm gọi là nhóm con tu, thì có cả mẹ thầy Nguyễn Trí chị Mai. Chúng con là có cái nhóm ngày ngày niệm Phật đúng phương pháp của thầy luôn. Nên là vào đây thấy không có bỡ ngỡ gì. Tức là thầy niệm nào bây giờ con niệm rất là dễ, không có gì khó cả. Và cũng vẫn mấy thầy khóa buổi sáng và buổi tối thì Phật pháp niệm màu lắm thầy. Thế là nói về Phật pháp niệm màu thì con vẫn lấy con là ví dụ đấy. Con là ví dụ. Tức là con bị bệnh lupus rồi á. Sau đó con lại cũng bị thoái hóa. Thế sau này cũng bị thoái hóa hạch đốt là 4/5 này. Không phải sao con lễ Phật, con có ngày thì nghe thầy giảng pháp. Ngày 2 ăn cơm, bữa ăn cơm thì là tranh thủ nghe thầy giảng pháp. Sau đó thì là niệm Phật 2 khóa cùng các bạn tu sáng tối. Thế bây giờ không còn đau rồi thầy. Bây giờ là niệm tốt rồi đấy ạ. Hay quá. Thế thì mới đầu thì con nghĩ là chắc là chị gái con là sẽ không theo con, bởi vì hồi xưa chị gái con bảo nhìn thấy con mà nó chạy mà ghét lắm thầy. Chị gái con đi ở đây này. Chị vô hả? Ở đây rồi. Thế mà đến bây giờ là con như tinh tấn thầy ạ. 365 ngày là niệm luôn đủ luôn. Tinh tấn. Thế ở trong gia đình thì con cũng bắt đầu niệm Phật. Bây giờ anh chị em trong nhà là cũng là nhiều người hoan hỉ vui vẻ, cũng ăn chay. Chuyển rồi đấy không? Và chuyển nhiều thôi. Chuyển. Và thế còn bạn bè con thì rất đông. Bạn bè con trong số đây thì rất nhiều bạn đã đi theo con. Và chắc có họ cảm nhận là Phật sắp xếp rồi ạ. Đến thời điểm ngày trước kia thì có thể là chưa hề có những cái chuyện là sẽ theo Phật, sẽ niệm Phật thì thấy nó cứ là sao ấy thầy ạ. Đi làm cán bộ nhà nước xong rồi niệm Phật xong rồi đeo cái mũ đội mũ đi là Phật nó bị hấp rồi. Hoặc là đeo chúng con cái thỉnh thoảng có xin thầy nhận trí khi chữ là Nam Mô A Di Đà Phật nó dán lên xe máy này, xong rồi dán lên cửa này, xong rồi đài của thầy cũng để cửa. Mới đầu thì mọi người nghe thì hơi sức đầu, còn bật nhỏ tí, bây giờ làm xóm mình bật to lên để làng xóm nghe cho nó thoải mái. Nếu mà bật nhỏ quá hay thì quá. Không nghe rõ thì bật to đi. Thế là con bật to làng xóm nghe hết. Hôm nay mới mua cái lò bự cái phóng. Còn bây giờ đây thì con cái nhóm đồng phủ con đi là đủ hết. Nhóm đi đủ hết. Hay à. Thế còn lại một số bạn mới đi cùng thì một số như chị Mai giới thiệu một số bạn cũng đã tu ở bên chùa. Và đây lần đầu tiên nó như là 4 người. Có chục người ở bên kia ở nó có thật sự thế không? Bởi vì thực tế là nếu mà nói là thầy nuôi không mất tiền ở ngoài Bắc là có vẻ khó. Nghe nói cái điều thì có vẻ tin tưởng thấy. Vâng, cho nên là ở đấy thì ở đấy có rất nhiều trại dưỡng lão nhưng người ta là phải tốn tiền. Mà nếu đi vào các chùa mà bảo là nuôi không thì nuôi những cụ già này là không có. Không có đúng không? Có chuyện đấy đâu. Nghĩa là đấy đi vào trong chùa mà không mất tiền nghe nó cứ lạ lạ thế ạ. Đúng rồi. Cho nên là hôm nay các bác cũng vào cùng con này cũng muốn xem thực tế có đúng như thế không, và cũng muốn là nếu mà có đủ duyên thì sau này có thể cũng vào đây, bởi vì là hoàn cảnh các bác cũng hơn 70 rồi, cũng già rồi, cũng muốn vào. Còn con thì cũng chỉ là phát tâm là đã đưa đoàn đi được đến năm thứ 3. Thực sự mà nói con thấy là rất là cảm ơn những cái việc mà cái bài pháp của thầy giảng cho Lạng Sơn của con, cũng như là chúng con cảm nhận được cái nhiệm màu của Phật pháp như nào, là chỉ có cái người mà niệm Phật đúng như thầy nói là phải uống nước mới biết nước nóng nước lạnh, còn nếu không uống nước là không thể cảm nhận được nước đấy nóng hay lạnh. Đúng rồi. Và sau đấy thì con thấy rằng là sau cái việc các cụ được vãng sinh, các cụ con cho là các cụ cũng vãng sinh ấy, để vì các cụ đẹp lắm luôn. Đúng rồi. Thì đi thì không đau cái gì hết. Buổi chiều mẹ cô Nga đây này, mẹ cô Nga bây giờ có đoàn đấy, tức là ngày ngày thì con cứ bảo cụ niệm Phật nhá, thầy cụ lại bảo bác Thúy ơi con niệm Phật, tôi niệm bất niệm Phật đấy. Nhưng mà đến cái hôm mà bà cụ chuẩn bị mất là buổi chiều bằng 6 giờ thì bà cụ vẫn xem bất niệm Phật,
mà đến khoảng 7 giờ này mà cô đã đi, mẹ của cô Ngọc đây và cô là hai chị em. Lần này đi là có rất là nhiều đôi chị em thầy ạ. Có đôi mẹ con, có đôi chị em. Hay ha. Vâng, chứ không phải chỉ có đi một. Và nhóm bạn của chị Vân này cũng đi cùng. Chị Vân này sau khi nghe thầy niệm Phật rồi Pháp thì là cũng có đông đông bạn đi cùng. Ở đây có chị Diệp, đạo tràng ở đây. Chị Diệp có cái gì hỏi thầy không? Chị Diệp với đạo tràng chùa thầy. Và cũng cùng với một đoàn vào cũng chưa nói đông lắm. Và vậy thì con thấy là cái Phật Pháp niệm màu như là Lạc Sơn bây giờ chúng con mình nghe thầy đặc biệt đám bạn con là một công chức nhà nước rất thích. Gần gũi không? Tại vì là không thích người màu mè, thích người thực tế. Với thêm đó là những đức thích, cũng thích Bác Hồ không? Đúng. Mà theo đảng đến cùng. Giống như những đức đọc xa sách Bác Hồ thì đức thích biết không? Tư tưởng Bác Hồ như đức bị ảnh hưởng luôn á. Đơn giản bình dị á. Giống như những đức mà dạy cái lớp đạo làm con là giống như cho kẹo trẻ em đi đâu cũng bỏ kẹo trong túi là học Bác Hồ đó mấy cô. Rồi dạy cái lớp đạo làm con tính ra đông. Đông lắm. Rất là cập nhật với tầng lớp chức của con. Gần gũi. Đều là cán bộ của nhà nước về. Sau đó một số bị giam hàng nhà nước. Đợt này là có hàng mấy cô là vào cơ quan ấy là đợt này là vào sau thì báo cáo thầy chí là không phải xin là đến sát cái hôm lễ quan thế âm mới vào được. Bởi vì là được. Phải bỏ việc tí thầy ạ. Xin trốn việc. Đúng rồi. Không mà đi được mấy chục người cũng hay. Vâng. Nghe không? Xa là quá mà. Cứ đi dọc đường là chúng con biết là nên là đường may lắm thầy ạ. Có một khóa lễ vào Việt đúng sân bay là kết thúc khóa lễ là vào sân bay đi không bị lây thì Vietjet không có lây gì cả. Vietjet cũng làm hàng máy bay hay bị lây chỉ là lây thì hết. Đi vào đi xuống đi sân bay cũng rất là may mắn, tức là dọc đường cứ niệm Phật của mọi thứ để đúng rồi, cứ niệm Phật đi. Là việc gì cũng đặc biệt. Nhớ nghe, cứ nắm chắc câu Phật hiệu niệm mà cả gia đình người thân từ từ biết tu chứ. Nhiệm màu lắm thầy. Biết tu hết. Nhiệm màu lắm luôn. Đặc biệt là cái đài mà đeo cổ là con thím. Máy niệm Phật không? Chiến này tặng cho vị cái máy niệm Phật mới nhất luôn, mới làm. Bữa dưới qua em tặng đi cho nó ấm áp rồi. Giống người ta. Mà trong đó có một điệu niệm nghe, mới thu âm. Cái điệu niệm đó càng phải đau thì càng phải niệm. Thấy không? Có điệu niệm đó đó. Càng phải đau càng phải niệm. Còn làm biến tu thì nó là càng làm biến càng phải niệm. Thầy đã hôm qua đoàn con xuống thăm các cụ yếu. Có một cụ bị đau mồm này, cụ Hương đang tắm. Con là hỏi thăm thầy bảo cụ ơi, thầy Đức bảo là niệm Phật. Thầy cụ bảo càng đau càng niệm Phật. À đúng rồi. Càng đau càng niệm Phật đúng không? Càng đau càng niệm Phật, rất là hay luôn thầy ạ. Mà các cụ sạch sẽ thơm tho lắm. Sạch sẽ à? Sạch sẽ thơm tho mà tỉnh táo lắm. Và cụ năm nay bao tuổi rồi? 85 tuổi. Mà cụ khỏe. Tỉnh táo đặc biệt nha. Sạch sẽ. Ông hướng cắt tóc cho. Xong rồi các cụ vui vẻ lắm. Lần lượt chờ nhau vào tắm. Con vào chúng con dẫn các con dẫn đoàn vào đấy. Để cho các cụ đi đi cùng đoàn biết được là thực tế cuộc sống ở đây nó là như vậy. Con có xin phép thể trí cho đoàn đi mấy nơi. Một là sang ra chỗ khu vườn rau, ra chỗ thăm các cụ già, sang thăm nhà vãng sinh. Và cũng có nguyện vọng xin thầy chí là cho đi, nếu mà các cụ già được lên chỗ cái đài để các cụ được biết cái đài cái tạng sinh ở đây nó như thế nào. Cho nên là con thấy Phật Pháp nhiệm màu. Cho nên bây giờ thì con thấy là con cảm nhận được là từ ốm đau cho đến cuộc sống hàng ngày, cách đối với cơ thể, cách sửa đổi tâm tính như Pháp thầy dạy là hoàn toàn phù hợp với cái cuộc sống kể cả các dân tộc thành đồng như chúng con. Bởi vì chúng con là có rất nhiều dân tộc. Ở đây không phải chỉ có dân tộc Kinh, là cái dân tộc mà gọi là thông minh và trí tuệ. Còn đây có những người không thông minh trí tuệ, cái này đúng phải ạ. Bởi vì dân tộc thì không có biết thì đã bảo cái mình ra thế thôi phải ạ. Tức là đi thì bảo là thôi chứ nhá, 5 giờ dậy nhá, là 3 giờ dậy nhá, là 3 giờ dậy thì thôi. Chứ còn cũng không có hiểu gì lắm, nhưng mà những người như thế này rất là chịu khó vậy ạ. Đúng rồi. Mà rất là chịu khó niệm Phật. Thế bảo cầm máy Phật tối nay thầy đi đấy, rất chịu khó vậy ạ. Được 6-7 nghìn vậy ạ. Không, những người gì ta nhiệt tình cơ. Vâng. Chúng mình chỉ là sao ta nghe gì à. Nhiệt tình. Nhưng mà những người nhiệt tình đó, người ta mới thành tựu của đường giảng sanh nghe. Vâng. Thấy không? Chúc vị an lạc nha, ai vậy đâu rồi. Rồi được rồi, chắc như Đức đi công chuyện. Về bên kia công chuyện. Được.
ho cái thôi chứ không sao. Nên là dạ giảng nhiều quá. Đúng rồi, thôi kệ đi, bây giờ mình cứ làm được mình cố gắng đi, chừng nào Phật kêu mình nghĩ làm mình nghĩ, chứ bây giờ mà mình dưỡng sức rồi mai mốt muốn làm cũng không được ha. Nên nhân đức nói thôi, người ta nói kẻ biết thời là trang tướng kiệt, mà thời vụ đã đến với mình đánh chặn tới bờ hoa lá chứ. Mai mốt mình muốn làm có khi mình làm cũng được. Trong cuộc đời này đâu phải là mình làm hoài được đâu, ai cũng có một thời quý cô, là mình nắm bắt cơ hội để mình giúp chúng sanh. Thôi chúc quý vị an lạc nhé. Ai vậy đâu rồi. Dạ. Được.